Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Chào mừng các khán giả của Gia Bảo Luxury đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Hãy cùng xem là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón siêu phẩm nào nhé. Cho tới nay thì chúng ta vẫn chưa thực sự có lời giải đáp liệu rồng là một loài vật đã từng sinh sống trên trái đất và bị tuyệt chủng, hay rồng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của loài người thôi. Nhưng tự chung lại nhắc tới rồng thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến sức mạnh và uy quyền. Tại châu Á thì rồng là biểu tượng của hoàng gia, quyền lực, chỉ con cháu hoàng thất mới có quyền sử dụng những đồ vật có hình loài vật này. Còn tại Việt Nam, không khó để mình có thể nhìn thấy hình ảnh rồng xuất hiện tại những cung điện hay lăng tẩm của thời kỳ trước. Sự gắn kết bền chặt giữa đời sống văn hóa của người dân Á Đông với biểu tượng rồng dũng mãnh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để nhiều nhà sản xuất đồng hồ quốc tế tạo ra những sản phẩm bắt mắt và phá cách, nổi bật trong việc sử dụng biểu tượng rồng trong những cỗ máy đếm thời gian cơ khí điên cuồng của mình là thương hiệu Jacob & Co. Nhà sản xuất này tung ra những mẫu đồng hồ Astronomia chuyển động không ngừng đi kèm biểu tượng rồng biến hóa phong cách liên tục. Có phiên bản đồng hồ sở hữu biểu tượng rồng màu đen, màu vàng và màu đỏ rực rỡ. Hay một cái tên trẻ trung trong làng chế tác nhưng kể từ khi thành lập chỉ cung cấp những chiếc đồng hồ high-end siêu đắt đỏ, Richard Mille cũng góp mặt vào sân chơi đồng hồ có chứa hình ảnh rồng. Có lẽ hình ảnh rồng đại diện cho sự thịnh vượng và phong phú, nên bất cứ chiếc đồng hồ nào của Jacob & Co. hay là Richard Mille kể trên đều có mức giá phải khiến cho người phải khóc thét. Có mức giá phải chăng và dễ tiếp cận hơn, chiếc đồng hồ Vanguard Dragon King V45 cũng có chứa hình rồng, là một sản phẩm đặc biệt quan trọng mà thương hiệu Frank Mueller để chinh phục những khách hàng Á Đông có tính. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Gia Bảo Luxury đi sâu vào mẫu đồng hồ này nhé. Không khó để nhận ra gần đây khá nhiều thương hiệu không chỉ trong ngành đồng hồ đều đã nhìn ra tiềm năng mua sắm không ngừng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhiều nhà sản xuất đã chăm chú hơn tới các sản phẩm mới để thu hút khách hàng khó tính đến từ khu vực này. Thương hiệu đồng hồ Vacheron Constantin đã cung cấp riêng một bộ sưu tập mang tên Matthias the Art Legend of the Chinese Zodiac để gửi tới lời chúc mừng năm mới theo tháng âm lịch tới những khách hàng Á Đông, mỗi năm là một con giáp. Năm 2020 thì nhà sản xuất tung ra phiên bản Year of the Rat và với biểu tượng rồng, chúng ta cần chờ tới 2025. Với Frank Mueller, rồng là một trong những hình ảnh mang tính Á Đông nằm trong chiến dịch thu hút khách hàng của hãng. Riêng đồng hồ Dragon của hãng thôi cũng xuất hiện trong nhiều phiên bản khác nhau. Có mặt số xanh blue, xanh lá hay đen, đi kèm với đó là bộ vỏ thép không gỉ hay vàng hồng. Trong số đó, model đồng hồ Vanguard Dragon King V45 có mặt tại Gia Bảo Luxury được xem là sang trọng và cao quý hàng đầu, được cấu thành từ những vật liệu đắt giá, xứng đáng được xem là chiếc Vanguard vua của loài rồng. Ở chiếc đồng hồ Frank Mueller này, nhà sản xuất sử dụng chất liệu vàng hồng để tạo thành bộ vỏ đồng hồ. Sự kết hợp giữa vàng hồng và dây đeo da màu đen vừa đảm bảo tính quý tộc sang trọng mà lại khiến chủ nhân ghi điểm với phong thái thanh lịch. Trên bộ vỏ thân nail mềm mại và ôm trọn cổ tay nam giới là những viên kim cương cao cấp nhất được nạm thành từng hàng đều đặn. Ở thương hiệu này thì bộ vỏ đồng hồ trên mọi chiếc đồng hồ cao cấp của hãng đều được xử lý và hoàn thiện thủ công. Công đoạn chia và nạm kim cương lên lớp vỏ thật sự đáng để nể phục. Không chỉ ở bên ngoài bộ vỏ, từng chi tiết bên trong mặt số đồng hồ cũng đồng điệu và được chế tác thủ công trọn vẹn. Mặt số đồng hồ hiện lên trong màu đen tuyền nhưng điểm lên là những đám mây trắng mờ mờ ảo ảo, tạo khung cảnh rồng xanh phi thiên trong truyền thuyết. Vua của loài rồng trên chiếc Frank Mueller Vanguard Dragon King V45 đã được tiếp thêm sự lấp lánh khi nhà sản xuất tiến hành đặt thêm kim cương trên từng chiếc vảy quyền uy. Và bởi điểm trên những miếng vải rồng, các viên kim cương được sử dụng sẽ có kích thước khác nhau và được sắp đặt những vị trí phù hợp. Sự chăm chút và tỉ mỉ trong từng chi tiết khiến Frank Mueller đã tiêu tốn khá nhiều thời gian so với các phiên bản thép không gỉ cơ bản. Có lẽ bởi vì lý do vậy nên mẫu đồng hồ Vanguard 45 chỉ được sản xuất với số lượng rất là hạn chế, chỉ có 8 chiếc trên toàn thế giới. Nên ngoài tiền bạc, nếu muốn sở hữu mẫu đồng hồ này có lẽ bạn cần thêm một chút may mắn, đúng người, đúng thời điểm. Về mặt chức năng, chiếc đồng hồ này không quá phức tạp. Mặt số lấy rồng dũng mãnh làm nhân vật chính, song nhiệm vụ chỉ báo giờ, giây, phút cơ bản đều không bị ảnh hưởng. Nhà sản xuất đã bổ sung chất phát quang sáng màu phủ trên từng cọc chỉ giờ bằng vàng và bộ kim trung tâm cũng như sơn đỏ đầu của kim dây để đảm bảo tính dễ nhìn giờ cho cả chiếc đồng hồ. Tương tự bất cứ phiên bản đồng hồ Vanguard Dragon tiêu chuẩn, ô cửa sổ báo ngày được bố trí gần đuôi rồng và chiếm một phần diện tích tại góc chỉ 6 giờ,
Không khó nhận ra cũng khá nhiều các cọc chì giờ bị khuyết phần diện tích, nhưng rõ ràng điều đó không làm mặt số trở nên khô cứng và lệch lạc. Đó là cái tài của thương hiệu Frank Miller tạo ra những sản phẩm bắt mắt, xứng tầm của từng vị khách hàng của mình. Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury có cảm thấy như vậy không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì video ngày hôm nay xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số lần sau.